Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì Mạnh đang có mặt ở trên tuyến đường mà các bác cũng biết, đó là tuyến đường của bà con ở tại Lũng Cáng. Thì trong suốt cái thời gian qua là máy xúc và đã làm được là hạ cống và mở tuyến, thì đến giờ đã chuyển sang đến cái phần là giải đá nhá các bác. Thì cái phần ở phía dưới đầu tuyến đã được giải rồi các bác. Thì đây là những cái phần mà hôm trước là xe lên từ cái đoạn dưới này lên là cứ giải dần lên các bác nhé. Đó, xong là bà con là san dần đấy các bác. Đến giờ là xe đi đảm bảo chắc chắn rồi. Ở cái địa điểm này là do cái quá trình mà cây cái thứ nữa, mới trong cái thời gian vừa rồi là thời tiết nó không có ánh nắng nên là phải giải trước. Và xe đi lại thì các bác nhìn thấy cũng biết rồi, chắc nịch luôn. Đây đá đây. Đó. Cái phần đá ở trên đầu vách này thì nó lại màu nó vàng vàng, nó không có đen như kiểu là ở cái đoạn khu vực nương của gia đình nhà em Dư. Ô tô chở ở đây luôn. Bỏ băng băng ấy. Đây là được giải đến tít từ khu vực phía quay đầu, bãi quay đầu mà xong lên đến lán của ông giáo. Đấy các bác, đường được giải cấp phối, thực sự tuyệt vời. Đây đá. Bà con thì đang san tít phía bên trên rồi. Ô tô thì đang chở đá giải đường đến khu vực vách đá số 2, đổ quay ngược lại đây. Đây là cái điểm ở giữa. Ấy, và đường chắc chưa? Những cái địa điểm như này là Mạnh để nguyên nhá, để sau là cho bà con là lấp luôn hai vết bánh xe để cho nó chắc. Đây điểm hạ cống ở kia các bác. Các bác yên tâm, xe tải cực nặng luôn nhưng mà không có ảnh hưởng. Biết sáng nay là ô tô là chở đá đến đâu. Đến tận đây rồi các bác. Đến điểm quay đầu rồi. Thế thì chỉ còn một đoạn từ đây xuống khu vực dưới này thôi. Đá đẹp chưa các bác? Tuyệt vời. Các con không biết san đến khu vực nào. Đã không thấy mọi người các bác. Tít lên trên kia rồi. Yeah.
ra làm nhiều đống nhỏ anh nhá. Đấy các bác, điểm quay đầu rộng nhá, một đỏ ra luôn. Giờ thì Mạnh sẽ di chuyển lên khu vực mà bà con đang san đá nha các bác. Đá đẹp không? Đá này nó có thêm những cái đá nhỏ nhỏ kiểu như này nữa các bác, nên là nó đi nó bện luôn, nó không có bị xịch như cái đá ở khu vực nương của nhà em Dư. Mọi người đâu hết rồi hả cháu? Đây, con trai nhà anh Tỏa lên hết phía trên rồi à? Đây, những cái phần này là vẫn để nguyên, để sau là xe đi cái điểm này nó dày hơn, nó sẽ chắc hơn. San rộng rộng thêm ra tí nữa cháu. Con dây lớn nhà anh Tỏa. Trên này, giải hết trên này. Phía dưới kia đã được giải hết rồi các bác. Ô tô là chở nhiệt tình luôn nha các bác nhé. Đầy vơi là căng đét luôn xe. Như xe vừa ngãy cũng phải được tầm khoảng độ 5 khối. Đấy. Mi nhỏ. Nào đứng một mình này. Thò lò mũi xanh này. Hả? Đấy các bác. Đấy, đá đẹp chưa? Sau này bà con đi yên tâm là không có bị trơn nữa mà chắc. Xin chào. Chào tất cả các chiến binh. Chào bác Quẩy nhá. Hôm nay sao nào thưa thưa người hết nhở? Đi hộ hết rồi á. Mổ lợn à? Ấy, trứng gà các bác. Đẻ lang à? Trứng này đẻ lang à? Ồ. Đấy. Không có gì ăn thì ăn trứng à? Đấy, đá. Đá này thì dễ san hơn cái đá ở phía bên dưới kia. Đấy, đó. Cái cống này sau khá phải lăn gọn vào chỗ nào ông giáo? À, đoạn này nún sâu thế nhỉ? Chỗ này vẫn phải san thêm một tí nữa. Chỗ này xe là đi hơi bám ra ngoài này, bám lui ở trong cái tí nữa thì đẹp. Đây, khu này quay đầu được hết rồi các bác. Vết bánh xe quay đầu. Đấy. Lăn nào. Đấy, con dài nhà anh báo công an. To. Người Mông là như này là mập lắm rồi. Cả bản này mập nhất này. Mi nhỏ. Giải từ bên vách đá kia về rồi các bác. Đây, đá. Bà con mấy ngày hôm nay là đang đi ăn tất niên. Túi bụi luôn các bác. Này, san không kịp là máy xúc là sẽ di chuyển lên là sẽ
sàn đỡ cho. Đá này san nó đỡ hơn đá kia, nếu đá kia giờ này còn chưa san được đến đây. Đá trên đầu vách nó vàng vàng hơn. Đoạn này nếu mà thiếu quá thì sẽ chừa lại một ít, thì sau xe đi qua thì sẽ đổ thêm vào. Đoạn này lún sâu quá. Đoạn này phải sâu đến 30 phân rồi. Đây sàn phía dưới này trước này bác Quẩy này, để cho xe đi qua cho nó chắc. Còn một tốp nữa đang sàn phía trên nữa cơ. Chia làm hai tốp.
một tí nữa đi anh ơi. Đây các bác, 5 đống nha. Mỗi xe đổ tách cho bà con 5-6 đống để san làm sao cho dễ. Trước cũng có nhiều bác có comment cho Mạnh là buộc cái nắp đít lại để hở cái khe hở tầm khoảng độ 30 phân hoặc 40 phân, nhưng mà cái đá này nó không đều như kiểu cái đá 05 hoặc đá 12 nhé các bác. Nên là khi mình giải chạy đi có chỗ thì nó rất là dày, mà có chỗ nó xuống thì nó lại rất là mỏng. Đó. Nhiều lúc là nó bị mắc, nó kẹt. Nếu mà cái đá 05 ấy, để giải cái mặt cuối cùng của cái lớp giải nhựa làm thế thì được. Bởi vì cái đường này trong cái quá trình là xe đi lại nữa là nó cũng có chỗ lồi chỗ lõm nữa. Nếu mình làm như vậy là xe cái phần ben trên là nó sẽ vặn. Anh em là hôm nọ thử cái đá ở phía dưới kia nên là không được, không đục được. Đấy, có chỗ thì nó dày khịch lên tầm khoảng độ 20-30 phân, 40 phân. Sau bà con thì kéo ra mất rất nhiều thời gian. Như này là nó sẽ đều đều, này có thể san tiến về trước, tiến về sau là nó cũng dễ hơn. Cái kia có chỗ là phải mang cả xe rùa rồi. Nên là cái phương án đó là nó không thành nên là vẫn là chuyển là để đổ theo đống này thôi. Rất mong làm sao là sẽ cố gắng mà giải được hết tuyến đường cho bà con sau này đi lại này đỡ trơn. Ngày mưa ngày gió là những cái điểm này các bác đất đỏ gần như là tê liệt đường luôn. Đấy, chia ra thành 5-6 tổ rồi. Trên kia nữa.
Xe vừa giải dưới kia một tí nữa. Giáo đứng dậy không đá lăn vào ấy giờ. Kéo giật dịch xuống được mà anh ơi. Đoạn này dốc quá các bác, nên là nó nhưng bèn nó không xô được xuống. Đã. Đây khoảng một chuyến nữa là đủ các bác. Bác quẩy này là người phát phiếu. Đá. Từ sau bác cứ đứng ở cái mé mé bên này bác quẩy này. Ví dụ như vậy. Đừng chạy chạy long quăng qua đầu xe nguy hiểm lắm. Vâng. Đá to đặt thế này nghiền sát luôn.
nhé các bác nhé, cũng dày đấy, dày hơn bên này, bên này khác được 4-5 phân. Đấy. Này dưới này là không chắc rồi, ao chắc. Lên thêm một tí nữa anh ơi. Lên thêm một tí nữa đi. Trời ơi, đầy quá. Chuyến này đoạn này thì đổ nốt ở đây thôi. Sau máy xúc đi qua, máy xúc còn di chuyển lên phía trên kia nữa thì đi qua sẽ san đống này. Bế mạc đoạn này nhá các bác. Cái đá này nó lổn nhổn đi nên là nó cứ xịch ấy các bác. Bác Quẩy ơi, bây giờ mọi người san mấy đống nhỏ nhỏ phía trên này thôi, còn đống cái to để máy đi qua là sẽ san, bởi vì máy sẽ tiếp tục di chuyển lên phía trên tiếp.
Ôi rồi, nào cô cháu xuống lại gặp ngay anh Sự này. Vừa đi cô cháu đi đường trên xuống. À. Có tiếng nói chung ấy chứ nhỉ? Thế đi hái rau luôn. Hái cô rau cháu à? Với anh Sự đi hái rau luôn. Hái rau à? Rau bây giờ chả biết có hoa không nhỉ? Có chứ. Hoa ngon lắm. Đấy. Này là sẽ ăn cơm ở lán ông giáo nha các bác. Mạnh mua tí thịt vào ăn cùng với bà con. Mọi người có ở lại hết không hay là người ở người về? Một người mọi người thì sẽ tranh thủ là có người là sẽ đi lấy củi đi kia xong là về. Xong lại đi tất niên. Mấy ngày nay tất niên túi bụi. Anh Sự là cũng muốn đi tất niên lắm rồi nhưng mà chưa được đi. Đấy. Rồi, thấy chưa? Đấy, đoạn này này. Cựng cựng này ngon lắm. Anh Sự. Cái này ngâm mà cay lắm này. Cay cay. Sắp chia tay vườn rau này rồi các bác. Mà chưa ăn hết rau. Vẫn còn nhiều rau lắm. Đây. Đây cứng cứng này cô chú. Đấy, chơi cả ngọn đi. Cứng đi. Anh Sự hát xì hơi à? Đấy. Hát xì hơi là sơi cái gì anh Sự? Dạ. Không biết sơi cái gì à? Không ạ. Đấy. Cải cay. Đây là đặc chủng giống cải cay của vùng cao. Cái này càng bẻ nó lại càng ra nhiều này. Càng bẻ nó càng lên này. Đấy. Ngon lắm. Này anh Sự. Chỗ đấy anh Sự ông nọ ngã phát rồi đấy. Đây này. Anh Sự ngã thì không sợ hỏng ấy. Nhưng mà cô chấu mà ngã là hỏng hết đấy. Đồ ạ. Hỏng hết bánh kẹo. Hỏng hết bánh kẹo à? Của anh Sự là to, của cô cháu là bé, không sợ đâu. À, của anh Sự to hơn. Đồ ăn rồi hả? Còn chưa biết anh Sự to là nhỏ. Được đấy, được rồi đấy, anh Sự ạ. Đây, càng tăng cường thêm một cây này nữa. Đấy. Rồi. Rồi, ok. Đây cải thìa. À cải thảo các bác. Đây cải thảo. Không phải cải thìa. Đấy. Thìa này sao được rồi ông giáo? Rồi. À. Úi giời. Bùm hết đây bây giờ. Ở đấy, này dán cả con này ngon này. Mỗi người cầm một con. Mỗi người một con à? Ừ. Riêng cô chấu tặng cho hai con. Ok. À. Hai ngon lắm nha các bác. Rừng này món gì đây? Hay thu về rồi à? Thu về. Đất kia cho vào cho cải. Đang làm mâm. Mi nhỏ bé này là con nhà Thắng ở Bắc Quẩy.
Con thái thịt luôn đấy. Nào lao như tên lửa đấy. Này là giai cả nhà cô chấu đúng không? Vâng. À. Năm nay học lớp 9 nhỉ. Sắp lấy vợ được rồi. Ở nhà anh Hoàng mới lấy. Anh Hoàng năm nay cho về nhà thế nhỉ? Ừ. Cho ở lại đây. Anh Hoàng năm nay cho đón Tết ở đây xong là cùng Hải đi tán gái nhá. Vâng. Được không? Vâng. À. Đã có mối nào chưa? Chưa. Chưa. Để anh Hoàng đi. Đợi Hoàng đi nữa. Tết này ở đây là ăn Tết cùng với bà con. Đây, rau. Ngon chưa? Nào, tập trung vào đây, nhanh lên. Phát cho mỗi người một miếng. À, làm trước nhá. Đây. À. Đấy. Nóng cầm được không? Đây. À. Làm luôn. Tuấn đâu? Đây Tuấn đây. À. Đấy, Tuấn luôn. Đấy, ngon chưa? Được không? À, đoạn này ngon này. Tăng tốc lên xin. Hết ga hết số đi. Chạy hết ga đi. Lợn này chắc phải 3 năm rồi các bác. Mạnh mua dưới kia chắc phải lợn 3 năm ấy. Da dày khuỵch luôn. Ngon lắm. Ăn ngọt lịm luôn. Cá của anh sự được chưa? Sắt được ạ. Đảo túi bụi đi nè. Đảo thần mát. Nhìn anh sự như phát quà trung thu ấy nhỉ? Quà Tết.
Đây ông giáo làm thêm món gì nữa? Cháo ngô à? Cháo ngô. Cháo ngô. Ngon đấy. Món này ngon lắm. Người người thì biết nghe hốt rồi. Cái này không khoáng liên tục là nó cháy đít không? Cháy đấy. Khoáng lên là nó mới không cháy. Cái này là cứ cho từ từ vào. Cho từ từ vào nó mới không thành hạt. Nó phát ăn gì, món đó là thịt lò, chút tôm gì. Này mà xem còn bát đây. Hết rồi. Không đủ bát à? Thứ là dư lấy đi ấy. Kìa, rớt tôi lại. Kìa. Có một khó. Coi cái dạ đầu. Cho vào đâu? Cho vào ô là cho vào. Ô luôn. Tài sản này à? Tay sắp khỏi. Tay sự sắp khỏi rồi. Sắp khỏi. Hết bát rồi Hoàng. Lần này bát sao đủ đông người lắm. Hai à. Muốn đầu thay chế ngay tỉ cho xem. Lâu luôn đấy, lâu luôn chứ tàu à. Kiếm ông nó xin. Nó chắc là lúc tàu lâu kìa cho. Chắc lâu tàu. Chắc cầm nội không? Cơm đi, cơm đi. Mời tất cả bác ăn cơm đi. Tất cả các bác ăn cơm đấy à? Mí nhỏ. Cô gái... Năm mỏ. Kia cũng là cô cháu mày. Cô Di à? Sao đây cô Di à? Vợ Trương tên là Di à? Di à? Cô Di à? Được lại riêng đấy. Riêng là Trung nhỉ? Cô Trung là cô riêng nhỉ? Anh Sự này người ở bản mà còn không biết tên. Không biết tên đó chứ. Biết tên chồng mới làm gì biết tên vợ. À. Tên vợ có được đâu. Chỉ chỉ hợp tác với chồng thôi chứ không hợp tác với vợ đúng không? À. Biết tên vợ. Có biết tên chồng thôi không biết tên vợ chứ. Thôi cháu mời bác Quẻ ăn cơm đi. Mời mấy anh em ăn cơm đi. Mời tất cả bác ăn cơm nhá. Đây. Cơm này còn không có ớt chấm mà. Này về muộn quá các bác. Đốt chút xuống. Tăng lên này. Mà đi mà. Thiếu bát à. À dạ, không có bát đâu. Nó trong này. Cho. Không cần mất đâu. Sau cả bún mỡ. Chúng mình làm con non luôn. Chỉ 5 món. Con nó chỉ. Nên nó phải tầm. À bác cho. À. Bù bé.
chỉ mua chỉ chưa quần chế có quấy có quần chế rồi hả? Chú đi làm gì có to nè, chơi chú làm gì có to nè. Đây cho dịch dịch cái này lên xong rồi cho nước xuống đây. Cho súp xuống đây. Tiện thể luôn à? Chấm luôn đấy. Còn bữa này sao muốn đấy. Gì được hồng bư à. Hết bát đây. Có màu có tỏ đi. Lọc trước lọc xỉa vậy. Lên giọng đó rồi. Bác quẩy hôm nay lại phải ăn vào bát lá. Bát lá nó dễ ăn. Không bứa. Cái gì cho khả năng rồi. Nó mót hả mơn rượu. Cái gì à? Sao á? Bà uống nước. Một câu mà con. Uống một câu nước. À, buồn ngủ á. Mình uống một câu. Chào con. Nó đang cả đang ngay thế. Chắc chắn tao đâu có sao. Nó không chứ chẳng ngay đâu. Nó đang bị trông ngay rồi, tao chỉ tao nó thôi. Cả này được. Cả mắm. Cả ngon lắm. Nó rồi chân. Chân. Nó rồi, Trương về Tết chưa? Hả à, riêng? Về rồi. Hả à, đấy à? Hôm kia về. Hôm kia. Ở hôm kia. Nhà bác Quẩy năm nay có thịt lợn Tết không? Bác Quẩy? Không có đâu. À không có ạ. À năm nay cưới con rồi nhỉ? Nên là không thịt lợn nữa. Nhà anh Sự là 29 mới mổ lợn à? Nó là 28. 29 à? Ừ. Anh Sự là đang quyết tâm xong tuyến đường trong kia thì bắt đầu mới về ăn Tết các bác, mới làm tất niên. Mọi người thì ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi lán ông giáo. Sau rồi chiều lại tiếp tục với cả công việc là san đường nha các bác. Tôi qua đây thì Mạnh cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn tất cả các bác vào những video tiếp theo.